tại thì khu vực này là xe lửa đang di chuyển qua nha. Đó, quá đẹp luôn rồi. Nhưng mà mình xuống quốc lộ 1A thì sẽ gặp khu vực miền Bắc, Sapa, hầm Dốc Xây. Rất là đẹp luôn ha. Giờ mình ngồi trong kiến thì hơi bụi nghe màn hình. Đây, hiện tại thì mình đã tới trung tâm Sapa nha. Ồ, đẹp quá luôn. Trung tâm rất là sầm uất nha. Lâu rồi mới gặp cái cảnh mà bà con dùng những cái con trâu để mà kéo chan đất như thế này nha. Đây là khu vực Quảng Bình. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog có cái hành trình xuyên Việt về Tây Bắc. Và trên đường đi xuyên Việt thì Cao Tùng Vlog sẽ ghi lại những cảnh đẹp cũng như là cuộc sống của bà con hai bên. Trong đó thì có những cái địa danh nổi tiếng. Cô chú anh chị nào mà chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog thì nhớ cho Cao Tùng Vlog một đăng ký kênh nha. Ở khu vực này là khu vực chợ phiên của bà con Tây Bắc nha. Có rất là nhiều dân tộc luôn. Và ở đây thì cũng có những cái tuyến đường phải nói là rất là nguy hiểm nha. Đó, Cao Tùng Vlog sẽ quay và ghi hình lại. Rồi bây giờ Cao Tùng Vlog sẽ tiếp tục hành trình xuyên Việt ra Tây Bắc. Lần đầu tiên mình cũng rất là lâu rồi mình mới gặp cái cảnh mà bà con dùng những cái con trâu để mà kéo chan đất như thế này nha. Đây là khu vực Quảng Bình. Dạ. Một ngày như vậy là làm được khoảng bao nhiêu sào hả chú? Cảnh này thì ở trong mình giờ là hết rồi, trong miền Nam là không còn nữa nha, chỉ còn bà con ở khu vực miền Trung. Còn trong kia thấy cô kia đang xả lúa kìa. Bữa nay thì mình đang đi tới những cái chợ phiên vùng miền Trung và miền Tây Bắc nha. Trên cái hành trình thì Cao Tùng Vlog gặp cái cảnh hay hay đẹp đẹp thì Cao Tùng Vlog cũng quay để mà chia sẻ nha. Nói chung là những cái cảnh này thì rất là hiếm rồi. Tuy là cực khổ nhưng mà cũng thấy là có những cái hình ảnh như thế này thì mình cũng nhớ về những cái kỷ niệm mà hồi xưa ở quê mình cũng có như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là không còn nữa rồi. Mà nhìn thấy cũng tội tội cho những chú trâu. Nhưng mà đó là cái hình ảnh đặc trưng của bà con ở những cái vùng quê. Thôi giờ thì mình sẽ tiếp tục nha, tiếp tục đi những địa điểm khác đẹp nữa thì mình sẽ quay và ghi hình nha. Rồi thì hiện tại mình đang đứng ở đây là khu vực Phong Nha Kẻ Bàng nha, của Quảng Bình. Phải nói là cái quang cảnh rất là đẹp luôn. Những cái dãy núi trùng trùng điệp điệp. Trời ơi, nào giờ là mình lần đầu tiên là thấy cái cảnh núi mà đẹp như thế này luôn. Và trong chuyến hành trình từ miền Trung ra miền Bắc thì Cao Tùng Vlog sẽ ghi lại cái hành trình của mình và sẽ chia sẻ lên một cái clip phải nói là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Những cái dãy núi phải nói là hùng vĩ nha. Khu vực miền Tây Cao Tùng Vlog ở thì khu vực An Giang cũng có bảy núi. Nhưng mà thực sự rằng khi mà mình ra tới khu vực miền Trung thì cái cảnh tượng phải nói là rất là đẹp. Những dãy núi là trùng trùng điệp điệp luôn á cô chú anh chị. Đó, phía trước là một cái bảng để Phong Nha. Quá đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hành trình tiếp tục nha. Rồi khu vực ở dưới đây thì mình thấy bà con ở khu vực Quảng Bình đang làm ruộng nè cô chú anh chị. Ở đây thì bà con người ta làm ruộng không có nhiều nha. Thường thường là ở đây thì bà con người ta kêu bằng sào mà. Một người bằng chỉ vài sào. Không có giống như là miền Nam của mình là có người thì bằng nhiều công đất á. Đây quay một cái khung cảnh một buổi trưa nha. Bà con
đang làm lại những cái mảnh đất để mà chuẩn bị xạ lúa lại. Đó, rất là đẹp luôn. Một cảnh phải nói là rất là yên bình nha.
Rồi bây giờ thì mình đã tới khu vực Ninh Bình nha, và sắp sửa chui vào trong hầm. Hành trình dài ra khu vực miền Bắc Sa Pa, hầm Dốc Xây rất là đẹp luôn ha. Cho mình ngồi trong kiến thì hơi bụi nghe, màn hình không có đẹp, mong cô chú chị và các bạn thông cảm nha. Đó, quay cảnh qua hầm luôn. Rồi đây sáng lại nè. Ở đây thì mình nhìn thấy khung cảnh núi phía trên rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Nguyên một cái dãy núi nha, những ngọn núi nối liền nhau, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Ở Ninh Bình này thì có rất là nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng á, truyền thống đồ á, thì cô Tùng Lóc sẽ ra đây nếu mà có cơ hội thì sẽ quay những khung cảnh ở ngoài khu vực này. Đang đi trên quốc lộ á, dài ra Hà Nội. Thế là mình đi thẳng ra là Hà Nội luôn. Còn vẫn tầm trên 200 cây nữa là tới rồi. Ồ đẹp quá, những ngọn núi nó nằm sát với có khu dân cư, cái đường quốc lộ nha. Đặc biệt thì từ khu vực miền Trung tốc độ giới hạn về ra Hà Nội thì sẽ có cái đường cây xe lửa nha, cặp bên luôn. Nếu mà có duyên thì xe lửa chạy ngang thì gặp thì mình sẽ quay chia sẻ luôn. Nhưng mà có xe lửa là rất là đẹp luôn á. Cái này thì khu vực này mình thấy cũng giao một phương tốc độ giới hạn hiện tại 60 km/h. Đây hiện tại thì khu vực này là xe lửa đang di chuyển qua nha. Đó, quá đẹp luôn rồi. Nhưng mà mình xuống quốc lộ 1A thì sẽ bắt gặp được những cái cảnh xe lửa như thế này. Thì trên cái hành trình xuyên Việt của mình á, đó là khung cảnh rất là đẹp nha. Cũng rất là may mắn khi mà mình quay được cái cảnh khi mà mình đang di chuyển xe mà xe lửa chạy ngang á cô chú anh chị. Nó là rất là đẹp nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển ra Hà Nội và Sa Pa nha. Rồi bây giờ thì mình đã đến trung tâm Hà Nội nha. Đây là khu vực hành chính. Ở đây là những cái tòa cao ốc, phải nói là rất là đẹp luôn. Bên đây là tòa nhà Sông Đà. Những cái tòa nhà cao chọc trời, quá đẹp luôn rồi. Phía trước có camera theo dõi tốc độ. Khu trung tâm Hà Nội nha. Trước là toàn là tòa cao ốc không, trung tâm thành phố Hà Nội à. Mình đang ở trên đường cao tốc à. Ồ bên đây có một cái gần cái sông này, có một cái chỗ việt xe rất là đẹp kìa, nó nhìn về hướng sông nè, quá đẹp luôn. Khung cảnh ở thủ đô Hà Nội nha. Đây, bên đây. Do mình đi ở trên xe nó hơi lắc nha. Mong là phía trước bác không cảm có nha. Camera theo dõi tốc độ. Ngay trung tâm Hà Nội thì có một con sông và có những cái cây cầu rất là đẹp nha. Mình không biết là sông này là sông gì nha. Bạn nào biết khu vực sông này thì vào bình luận nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Sông này cũng khá là lớn á. Ở trên cầu Thăng Long của thủ đô Hà Nội nha. Trên nằm trên con sông Hồng. Cầu này quá dài không ta? Mấy cây số, bây giờ đi cũng mấy phút mà chưa tới.
Lần đầu tiên là mình thấy là đèn đỏ là 99 nha. 99 giây. Kỷ lục Việt Nam. Quá thời dài luôn rồi. Đó giờ là mình lần đầu tiên là mình thấy là đèn xanh đèn đỏ là 99 giây luôn á. Đây chắc có lẽ là đèn xanh đèn đỏ là dài nhất của Việt Nam luôn rồi. Khu vực Yên Bái thì có một cái đường xuyên vào trong núi nha, nhìn rất là đẹp luôn. Mình phải xuyên núi mới ra được tỉnh khác nữa. Với đường hầm nha. Tốc độ giới hạn hiện tại 60 km/h. Đường hầm này nhìn không có thấy bên kia nha. Mất tín hiệu GPS. Đường như đây là mất tín hiệu nha. Quay hết cái đường hầm luôn. Còn cả tới đây là hết nè. Tốc độ giới hạn tiếp theo 80 km/h.
việc của bạn tỉnh Yên Bái. Quá giới hạn tốc độ giới hạn hiện tại 80 km/h. Thì cho chạy 80 thôi, nếu mình chạy hốt thì nó sẽ báo nha. Vẫn chưa qua hết khu vực Yên Bái nha. Đây là cầu Vạn Xuân. Đây bây giờ thì mình đến hầm đường bộ cao tốc Nội Bài Lào Cai nha. GPS. Vô đây là mất tín hiệu GPS liền luôn á. Ồ, cái hầm này dài hơn hầm rồi giờ sớm nữa nè. Vô đây khoảng cũng xa rồi nha. Đây mình chạy là hơi chắc hơn cây số á. Tốc độ giới hạn tiếp theo 80 km/h. Ở gần chỗ rồi nè. Khi mà ghé làng thì nên nhanh nha, cẩn thận chỗ đó nha. Mình mới vừa bị phạt gì lỗi đó. Cũng chú anh chị nhớ đi thì cẩn thận nha. Hồ này đẹp quá ta. Hình như là gần tới thành phố Lào Cai rồi. Mình thấy dân cư đông đúc lại kìa. Bây giờ thì cuối cùng mình cũng gần đến Sapa rồi cô chú anh chị ơi. Cách khoảng tầm mười mấy cây số nữa thì sẽ tới rồi. Đây là những cái tuyến đèo qua Sapa. Và khúc cua này thì phải nói là rất là đẹp nha. Nằm cạnh với vách núi. Buổi chiều này thì trời cũng khá là mát nha. Đó, mình quên cập nhật luôn. Sapa là điểm đến cuối cùng và mình sẽ đi vòng vòng gần khu vực Sapa sẽ cập nhật những cái chợ phiên cũng như là chợ tình Sapa vào ngày thứ bảy của hàng tuần. Không biết là trên khu vực Sapa thì có những cái chợ phiên nào nổi tiếng nữa hay không, cô chú anh chị hãy đón xem và theo dõi nha. Quay lại ở chỗ có thể quay lên đây sợ công an quá tèn luôn rồi. Lên đây là mình sợ công an nhất nha. Tại vì mình không có gành đường đó nên anh em đi cũng dễ bị lạc đường á. Tốt nhất là bạn nào mà có đi lên Sapa thì nên đi xe khách hoặc là xe đi theo đoàn đi cho dễ hơn. Chứ hai anh em mình đi thì cũng nói chung là cũng sợ á. Tại vì đường rất là mới, mình chưa đi lần nào trải nghiệm. Bữa nay thì đi trải nghiệm luôn. Lên mấy cái đèo giờ chạy lên đây mà mình sẽ sợ đó. Không phải sợ cái cua nó cong mà mình sợ mấy chú công an. Quá tài cua luôn rồi. Mình nói là đường lên Sapa là nó khúc khỉu nha. Chút xíu nữa mình lên tới đỉnh Ban Si Băng luôn nha. Quá cua luôn. Tính toán lại tuyến đường,
24 cây nữa là sẽ tới Sapa nha. Đấy, bạn chị dặn có đẩy à. Hồi dọc đường thấy có em gái người dân tộc kìa, bán dưa hấu. Lên một cái dốc cua nha, góc đèo đứng lắm luôn. Bên trong màn hình thì mình có thể nhìn thấy không có rõ cái độ dốc, nhưng mà mình ngồi ở ngoài là cảm giác dốc rất là cao nha. Quay thực tế như thế này để trải nghiệm luôn, để cho cô bác anh chị em nào mà có đi thì có thể biết được nha. Mấy khúc cua hoặc là mấy cái đèo cao thì mình sẽ quay. Đây là đến đường lên đỉnh Bạch Si Băng. Xuống ở phía dưới là rất là sâu nha. Cua và dốc nó rất là cao luôn á. Cua nhiều mà còn dốc cao nữa. Quá cao luôn rồi. Phải nói là một cái trải nghiệm thú vị và một cái trải nghiệm phải nói là thất tim nha. Một trải nghiệm phải nói là thất tim nha. Cố gắng để mà quay chia sẻ. Đường lên đỉnh Van Sivan. Ở đây mình thấy những cái ngôi nhà của bà con người ta cắt rất là cao nha. Cái nhà sàn cao. Bên kia có những cái thác nước rất là đẹp luôn kìa. Hai bên thì cũng có nhà lai rai và những cái chú trâu nè. Ở đây hình như là đang xuống cái đèo nha. Ôi dốc này bự quá luôn. Đây là mình phải xuống ra từ từ nha. Bà con người ta ngồi hai bên nha. Mình có thể nhìn qua những cái đèo của bậc thang bên kia kìa, rất là đẹp luôn. Hình như là khi mà mình chạy vòng thì sẽ có một đường xuống bên kia luôn nha. Trạm thu phí đây sẽ có một con đường đi xuống luôn nha. Xuống luôn à? À. Trên đây sẽ có một trạm thu phí. Trên đây thì có hai đường đi nha. Một đường đi lên và một đường đi xuống. 60 km/h. Đi 300 m nữa quay lại. Tốc độ giới hạn tiếp theo 50 km/h. Tới trạm thu phí Lào Cai, Sapa. Du lịch quốc gia Sapa nha. Đi 300 m nữa quay lại. Tốc độ giới hạn tiếp theo 80 km/h. Ở trên đây mình thấy có một chỗ người dân tộc người ta
trái cây nè, không biết là trái cây gì nha, nhìn thấy cũng là lạ. Hiện tại thì trời cũng bắt đầu mưa luôn rồi, cũng gần tới khu vực đỉnh rồi, tới Sapa rồi, mà hiện tại là mưa nha. Tính toán lại tuyến đường, quay lại ở chỗ có thể quay. Rồi, hiện tại thì mưa trên đỉnh Sapa nha. Ôi, lần đầu tiên mình lên đây mà gặp cái cảnh mưa trên đỉnh Sapa luôn. Đây là đường lên đỉnh Ban Sa Băng ha anh. Lên đỉnh Ban Sa Băng nha. Hiện tượng rất là hiếm gặp nha. Nói chung là lên đỉnh Ban Sa Băng mà mưa là cũng một điều hiếm á, ít có mưa lắm. Đó, bà con người ta bận áo mưa vô đó. Giờ này trời hơi tối nha. Sapa có mây hả? Mưa là hiếm gặp lắm á. Nên lên đây gặp mưa luôn. Đây đang sửa chữa lại. Đây mưa rất là lớn luôn. Mưa lại bắt đầu lớn rồi, nặng hạt rồi nha. Thôi luôn rồi. Trên đây cũng có khói xăng nè. Tốc độ giới hạn tiếp theo 50 km/h. Ồ, đây có một cái khu chợ nha. Đó, khu chợ nha. Cặp với con đường nè. Hai bên đường thấy bà con người ta bán cũng nhiều lắm á. Mà mình thấy là như là dân tộc nhiều á. Sau đó, theo lối rẽ phải tiếp theo, bà con dân tộc nha. Sắp ra khỏi khu dân cư. Một đường đi Sapa, một đường đi Lai Châu. Giờ thì mình sẽ lên Sapa. Theo lối rẽ phải tiếp theo. Sau đó, theo lối rẽ phải tiếp theo, tính toán lại tuyến đường, quay lại ở chỗ có thể quay. Ở đây bắt đầu có dân cư đông đúc rồi nè. Cầu BTCT. Tính toán lại tuyến đường, quay còn lại người ta bản chỗ đồ, có thể quay. Dân tộc quá nhiều quá. Hồi này có mấy em đi học nữa kìa, đi cầm những cuốn vở. Tính toán lại tuyến đường, cặp bên đường á, quay lại ở chỗ có thể quay. Sẽ trái tiếp theo. Đây, hiện tại thì sau mình đó, đã tới trung tâm Sapa nha. Ồ, đẹp quá luôn. Chúng ta làm clip lắm. Trung tâm rất là sầm uất nha. Đó, khu trung tâm nè. Ồ, chợ sầm uất lắm luôn nè. Đây, hiện tại thì mình đang ở trung tâm của Sapa. Và hiện tại thì giờ này khoảng 7 giờ tối nha. Và trời bắt đầu mưa. Mưa cũng khá là lớn nha. Đây có một cái cổng rất là đẹp luôn nè. Đó, buổi tối thì người ta sẽ trang trí á, rất là đẹp luôn nè. Ở đây thì mình có thể di chuyển bằng những chiếc xe điện như thế này nha. Giá vé thì cũng khá là rẻ. Đây, ở đây thì những cái đoàn xe người ta đậu ở khu vực này. Tại vì trung tâm của Sapa thì không có lớn á. Mình gửi xe và có thể đi bộ vòng vòng được. Quang cảnh về đêm thì cũng rất là đẹp. Hiện tại thì ở đây cũng khá là vắng nha. Thường đông nhất là khoảng tầm thứ bảy và chủ nhật nha. Ở đây mưa, chuyển mưa là mưa rất là nhanh luôn. Mưa càng ngày càng nặng hạt nha.
Cộng rất là đẹp luôn, nhưng mà bị dướng cái cây cột điện rồi. Do mưa nên là mình không có ra quay trọn vẹn được. Xíu nó hết mưa rồi, mình sẽ quay tiếp tục nha. Sapa về đêm.